Oshino là làng. Phương đi sang đấy. Đây cái hồ sâu là 8 mét ở dưới đáy luôn, nhưng mà lát sẽ đi vào đáy này, đi vào bên trong. Đúng, nó sẽ đi qua cái khu như là khu người ta bán các đồ lưu niệm, đồ ăn vặt ở bên trong này. Nước thích nhỉ. Đặc sản của cái vùng này là nước mẹ ạ, có thể thì nấu mì soba là mì lạnh này, rồi là làm bánh những thứ, giã gạo làm bánh, các cái đặc sản của cái vùng này, và nước từ trên xuống, trên núi xuống. Đẹp không? Đặc sản của ngoài có đi suối này. Đi suối đấy à. Rác là như thầy chó 150 yên là khoảng tầm 20 mình mang về được đúng không? Vâng, nhưng mà người Việt mình hầu hết là không ngoài không lấy à. Đúng rồi, tên đây này, em bảo lát nữa mình đi vào đây mình còn có ba nguồn nước đây chị. Chai này mang nước về không? Ba nguồn nước này, ba nguồn nước cũng lọc cọ này. Đây này, rác bây giờ mình rửa tay rửa mặt. Ok đi. Ba nguồn nước phúc lọc cọ đấy, thích nhỉ. Đây mình đi lại. Đây vì chúa đây kìa. Sao ít thế nhỉ? Chị Phương nào? Đi thôi chị ơi, chị. Đây cái view chụp quốc dân là view chỗ này này. Nên là đứng đây cho mọi chúng ta xong đúng chỉ đằng sau mình. Sứ sài học. Đây đây là tắc chi à? Chữ gì đi? Đi ở cái ảnh em chụp thấy có vẻ hơi u ám. Đấy, hôm qua em chụp ở đây này. Chỗ này luôn này. Không nhìn thấy gì. Đấy, mình xếp hàng mình chờ người ta ra rồi mình vào chụp ảnh thôi. Đến đây lúi kìa. Nào Lạc ơi, đi vào đây chụp được rồi. Đứng ngồi vào đây cùng sát với chị Phương là bóng mát lại càng rộng. Ok. Cả nhà đi. Đi đứng đi. 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 Đi.
giếng vào đi. Lạc ơi. Tập trung đi Lạc. Lạc ơi, bỏ cái bộ đứng ra lùi hẳn ra. Để ra ngoài này, đừng rửa vào. Hình như là rửa ra ngoài. Đúng rồi, rửa luôn đấy. Đúng rồi. Nào, cứ cái đi, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi đấy. Cảm trương. Rồi, xong rồi. Rồi, đi ra. Rồi. Quay đây. Thank you.
Sao em? Chúc quý khách ăn ngon miệng. Chết rồi. Chúc quý khách ăn ngon miệng này. Thực đơn gồm có gì? Tôm à? Mực nướng muối ớt, tôm nướng ạ. À. À, cá nướng. Cá nướng à? Vâng. À, chung quy là đồ hải sản. Và các nguồn gốc mực, nguồn gốc tôm nào? Được nuôi ở bằng nước suối. Mực không biết có đúng không? Nhưng mà khả năng tôm với cả cá thì chắc là đúng. Nhưng mà rất là ngon đấy, tươi lắm. Ông Tuấn ông cứ toán che tôi thôi. Đối diện thì không làm. Vân ơi ăn thêm đi này. Mẹ cơ mẹ bảo đây này bảo ăn này mẹ không mấy này Tuấn đâu ăn thêm đi. Bà Hạnh đâu? Ông Phôi. Ăn mực này này. Mực ngon lắm, nó giòn lắm. Giòn và mực thì giòn. Nó không quá ngọt nhưng mà nó giòn gì nhỉ? Hello. Ăn xong chưa? Cứ để đấy nhá. Nào. Ô, đồ ăn chưa hết cả. Mượn đồ chi quan cả okay. Không? Quay ra một cái chỗ được rồi. Rồi đấy ạ. Được rồi đấy Lưu huỳnh, hơi lưu huỳnh bốc lên từ miệng núi lửa Huacu Dani. Thế còn trứng đen thì luộc từ nước. Người ta sẽ luộc bằng cái nguồn nước ở trong núi này. Thế à? Và nó chứa rất nhiều lưu huỳnh để thành ra là cái quả trứng luộc xong nó có màu đen. Còn nó rất là thơm. Cho nghe nói rất là ngon luôn. Nghe nói là trứng này. Mọi người ăn là thấy có thể rất là tốt cho sức khỏe. Hay sao? Em ơi cầm cái này đi chắc theo đi thuyền luôn đấy. Luộc mỗi người quả trứng mà ăn, nào, được chưa? Đang quay luôn. Dì ơi, ăn trứng. Ơi, dì cảm ơn. Ra đây ngồi ăn đi con ơi. Đấy, dì ơi, con mời dì này. Ơ, dì cảm ơn. Dì ơi, đây, quả trứng này. Ăn này tăng tuổi thọ à? Đúng rồi, tăng tuổi thọ, trẻ. Quá. Cảm ơn cả. Nữa. Cảm ơn hai. Thế này thì hãng mỹ phẩm ế rồi. Hãng mỹ phẩm người ta thấy. Hãng mỹ phẩm người ta thấy ăn như này là người ta sẽ coi như kiện đấy.
Mà hình ơi, đi vào, đi đi lên kia đi. But the original schedule is 1 hour free time. Đây, bà mẹ, à, chị Phương ơi. Ôi. Ôi. Đang phun à? Phun âm mỉ à? Đây nhá, cả nhà ăn quả trứng này sẽ được tăng tuổi thọ này, đẹp da này, như cô biết nói là gì nhỉ? Ăn 7 quả thọ 100 tuổi. Ở đây còn có một cái trò nữa, mọi người cũng hay chơi là ăn cái kem, cũng mô phỏng theo cái trứng đen này này. Ăn cái kem nhưng mà kem màu đen xì ấy. Ăn 7 quả. Ăn xong rồi răng với cả môi ức là đen kít luôn. Và mọi người chụp ảnh kiểu ức lại. Không, em à, cháu ăn ạ. Vâng. Chú ơi, nếu mà 7 quả thì cháu cũng sắp cười cho bác ngã.